Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh giới thiệu hàng 7 của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì hôm nay cửa hàng chúng em tiếp tục về 3 chiếc đồng hồ tạ lê lắc ngoài để về phục vụ anh em. Những chiếc đồng hồ này thì xuất xứ từ Đức, Hà Lan nha, đúng mấy con này Hà Lan cổ. Chúng ta sẽ đi từ trái sang phải nha. Đầu tiên con thứ nhất, con này thì cũng là đẹp tuyệt vời rồi anh em ơi, gỗ các thứ, đồng các thứ nó mới đây này, anh em theo xem. Con này thì chỉ có 2 quả tạ, nó một bên lớn bên nhỏ, khoảng 10 ăn 8 nha, nhưng mà nó không ăn thua gì nha anh em, tại vì 2 tạ là 1 tạ giờ và 1 tạ chuông, cho nên anh em cứ yên tâm nha. Này em lắc qua chuông này đấy, đây không ảnh hưởng nha anh em, tạ không ảnh hưởng, chỉ giờ nhìn anh em nhìn xa cũng khó phát hiện. Thì con này em sẽ bán giá mềm hơn, giá nó 3.800.000 đồng thôi, 3.800.000 đồng tới thời điểm hiện tại là khá rẻ cho một con tạ lê, tuyệt vời hết, đẹp tuyệt vời hết. Con số 2, con này thì hoàn chỉnh, gỗ các thứ ha, còn tuyệt vời hết nha, quá đẹp luôn. Lắc đây, những cái tạ này nè anh em, nãy giờ em quên nói, anh em về lại cái mua cái hóa chất mà chùi lư đó, anh em chùi ra là nó bóng như thế này nè, sáng như thế này nè, cái chất đồng nó đồng nguyên chất, cho nên anh em. Còn số 1 này nó cũng đẹp tuyệt vời luôn anh em, chỉ có tạ lớn tạ nhỏ thôi, đồ cổ mà nó còn được như vậy nó quá mới. Còn số 2 này thì tuyệt vời hết nha, những con này hàng tuyển chọn thôi, làm những cái thành này còn nhìn tuyệt đẹp luôn, mặt sáng bóng cực kỳ đẹp luôn ha. Con này thì giá nó 4.2 triệu nha anh em, 4.2 triệu, ở đây là 4.2 triệu, số 2 này. Và cái con đẹp nhất trong 3 con, phải nói là quá đẹp, xuất sắc luôn, xuất sắc. Từ gỗ này, anh em xem quan sát này, gỗ này, tới những cái đồng này nó vàng thật luôn, anh em nhìn này, quá đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Anh em quan sát nha, đây anh em nhìn mặt trước đây, nhìn qua mặt đồng này đây, tới 2 cái thanh đồng này nè anh em, nhìn 2 thanh đồng này cực kỳ mới không, hoàn hực luôn. Đây tới 4 cái chân dưới đây mới này, đây tới 2 quả tạ đây mới này, còn lắc này cũng mới luôn, cực kỳ mới luôn, mặt thì ha, mới sáng choang luôn nha, chùi ra sáng choang luôn. Con này thì giá nó sẽ là 4.500.000, 4.500.000 cho quý vị và các bạn lựa chọn. Rồi em xin kết thúc video tại đây, quý vị và các bạn có nhu cầu cứ liên hệ em. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi, quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Xin cảm ơn. Tất cả đều hoạt động trơn tru hoàn hảo hết nha. Rồi, em xin cảm ơn.